Ý tưởng kinh doanh thông minh tại nhà kiếm chục triệu mỗi tháng. Muốn kinh doanh tại nhà thông minh, thu lợi nhuận cao, bạn cần cả một chiến lược lâu dài, không phải ai cũng biết đâu nhé. Với số vốn ban đầu ít ỏi, làm thế nào để có thể khởi nghiệp thành công với ý tưởng kinh doanh thông minh là mối quan tâm của rất nhiều người. Nếu bạn đang là một người với khao khát vươn lên làm giàu từ đồng vốn ban đầu chỉ vài triệu đến vài chục triệu, vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay các hình thức kinh doanh tại nhà thông minh mang lại mức thu nhập lý tưởng và đáng cho bạn thử sức nhé tin rằng với những phương án kinh doanh nỗ lực và cẩn trọng thành công chắc chắn sẽ đến với bạn nhanh thôi một làm và bán các vật dụng handmade một hình thức kinh doanh tại nhà thông minh mà hiện nay nhiều người đang học hỏi và thử nghiệm đã cho lại thành công chính là tự thực hiện và bán các sản phẩm handmade chỉ với một chút khéo tay và sự tỉ mỉ là bạn đã có thể thực hiện các sản phẩm độc đáo dễ thương không đụng hàng bằng giấy gỗ hay bìa cứng như vậy có thể thấy vốn và nguyên liệu ban đầu để kinh doanh đồ handmade là vô cùng đơn giản trong khi đó mức giá cho các sản phẩm thủ công lại vô cùng cao vì vậy bạn còn chần chờ gì mà không bắt tay ngay ý tưởng kinh doanh thông minh với đồ handmade hai các mặt hàng phụ kiện hàng thời trang Bên cạnh hình thức làm đồ handmade thì kinh doanh phụ kiện cũng là hình thức kinh doanh tại nhà thông minh mà bạn nên tham khảo. Với một chút nhạy bén và nắm bắt nhanh được xu hướng thời trang, hãy nhập về những cây kẹp tóc, vòng đeo cổ thời trang, những sản phẩm nhỏ xinh như vậy tuy có mức giá khá mềm nhưng nếu được đông đảo khách hàng ủng hộ thì sẽ giúp bạn thu về khoản lợi nhuận không hề nhỏ đâu nhé. 3. Buôn bán thức ăn, nước uống online Theo các nghiên cứu hiện nay ngày càng có nhiều người có xu hướng người dùng online sử dụng các dịch vụ trực tuyến để lựa chọn mua các sản phẩm thức ăn nước uống qua mạng và đợi cửa hàng vận chuyển ship đến tận nơi hình thức kinh doanh này được đánh giá là một ý tưởng kinh doanh thông minh tối ưu và dễ dàng để có thể kiếm lời nhất hiện nay bằng việc tìm hiểu một số các công thức nấu nướng đang được đại bộ phận giới trẻ yêu thích sau đó tự chế biến và pha chế thật đặc sắc là bạn có thể đem bán chúng ngay bây giờ vẫn với kênh mạng xã hội facebook hay instagram Bằng cách đưa các hình ảnh kèm các thông tin các sản phẩm thức ăn, nước uống để người dùng có thể tham khảo và lựa chọn. Chú ý hãy chọn những hình ảnh thật bắt mắt và gợi cảm giác ngon miệng để kích thích vị giác của khách hàng nhé. Với mô hình kinh doanh tại nhà thông minh này, bạn có thể kiếm được bộn tiền mà không cần vốn lớn đó. 4. Mua bán đồ cũ, đã qua sử dụng Mua bán các sản phẩm đen bao giờ cũng sẽ cho bạn những khoản lời tương đối lớn bằng việc mua các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại hay các đồ điện gia dụng, điện lạnh, TV, tủ lạnh, bếp điện, máy giặt, máy sinh tố của những người không có nhu cầu và bán lại cho bạn với mức giá rẻ. Sau đó bạn tân trang lại và bán với mức giá cao hơn nên chắc chắn ý tưởng kinh doanh thông minh này này sẽ giúp bạn có thể thu lợi một cách hiệu quả đấy. 5. Phụ kiện smartphone nhu cầu thị trường cao phụ kiện smartphone luôn là mảnh đất màu mỡ cho những ai muốn kinh doanh tại nhà thông minh. Bởi lẽ, theo những người có kinh nghiệm chỉ cần tốn từ 15 đến 20 triệu đồng là bạn đã có thể mở một cửa hàng nhỏ với đầy đủ các loại phụ kiện điện thoại có thể kể đến như tai nghe, dây sạc, ốc lưng. Tuy nhiên để có thể kinh doanh lâu dài sản phẩm này và thu về lợi nhuận tốt nhất thì bạn lại càng phải đảm bảo chất lượng hàng cũng như các yếu tố về kỹ thuật tuyệt đối không nên tham cái lợi trước mắt mà bán các sản phẩm kém chất lượng sẽ dễ khiến các khách hàng quay lưng. Hãy cân nhắc ý tưởng kinh doanh thông minh này để có thể kiếm lời nhanh chóng nhé. 6. Sản phẩm làm đẹp hữu cơ Nếu bạn muốn kinh doanh nhưng chưa biết kinh doanh tại nhà thông minh nên kinh doanh gì thì có thể tham khảo ý tưởng bán các sản phẩm làm đẹp hữu cơ. Sắc đẹp là thứ vô cùng quan trọng, đặc biệt là với phụ nữ sau một thời gian nhận thấy mối nguy hại của những sản phẩm làm đẹp hóa học thì xu hướng làm đẹp hiện đại đã chuyển hướng sang ưa chuộng các sản phẩm tự nhiên do đó lựa chọn ý tưởng kinh doanh thông minh với những sản phẩm làm đẹp hữu cơ hoặc cho ra mắt một dòng sản phẩm handmade riêng chẳng hạn như xà phòng mặt cọ hoặc mỹ phẩm có thể là một cách hiệu quả để nắm bắt đặc điểm nhân khẩu học này và tiến tới thành công trong kinh doanh nhờ đánh trúng tâm lý đáp ứng tốt nhu cầu của người sử dụng hy vọng rằng với các hình thức kinh doanh tại nhà thông minh thú vị và đầy tiềm năng mà blog hoàng long tim chia sẻ trên đây bạn sẽ có thể khai thác và sử dụng chúng như một phương thức làm giàu cho mình một cách chính đáng và hiệu quả